brave and fiery. He looked up to the Lava Hound. They showed blood. What? We're born. Last Lava Pop. But he was alone and afraid. Wait, hang on. Hello, welcome back to my channel. Mình là MDO đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình chính thức bắt đầu với series là làm về ladder với cosplay action của mình, với có gương mặt của mình. Để trong một tháng gần tới thì mình sẽ có được cái bật kiếm tiền trở lại. Bởi vì là lần trước là mình đã bị cách đây 3 ngày thì mình đã bị tắt kiếm tiền, bởi vì là phần lớn các video của mình thì không có bình luận, không có gương mặt của mình. Hơn nữa là một vài nội dung react thì nó bị nó không có edit gì, cái vì vậy là bị tắt kiếm tiền rồi. Chứ nhưng mà mình nghĩ là trong một tháng quay trở lại thì nó sẽ bật kiếm tiền trở lại thôi. Ok, với hôm nay chúng ta quay trở lại với Ladder Push với lại Xbow Cycle. Đây là một người chơi khá là hay, bởi vì là anh cha thực ra là ở mùa trước thì anh ta là top 147, cũng không phải nội tệ đâu. Mình không biết là anh ta đã chơi deck gì ở trong mùa trước, nhưng mà ngày mùa này thì anh ta bắt đầu với lại Xbow Cycle. Thực sự nếu mà nói thì Xbow trong mùa trước với mùa này nó có sự thay đổi gì không thì mình nghĩ là không, bởi vì là có một cái điều là Barbarian bị nép rồi, vậy là Barbarian Barrel bị nép rồi, vì vậy là mình nghĩ là bây giờ quay trở lại họ sẽ dùng nhiều lock hơn là dùng Barbarian Barrel. Ok, và chúng ta sẽ check anh hiện tại là anh ta đang đứng ở vị trí top 1. Phải nói là không đứng, đã là vị trí top 1 và đứng là top 200 ở mùa trước thì không thể đánh giá họ thấp được. Mặc dù ở chơi deck nào mình không quan trọng, nhưng mà quan trọng họ đã từng ở top thì đó là những người cực kỳ giỏi. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên, một game mà phải nói là anh ta rất tận đắc. Một deck Mind of Control và Xbow Cycle. Đây là một kèo nó khá là cơ bản thôi. Chúng ta chờ xem anh ta xử lý như thế nào. Thực sự là đối với những người mà chơi Xbow thì họ sẽ có mình là một người không chuyên với Xbow, chỉ chơi một deck thôi. Tuy nhiên thì đối với người nào mà chơi một deck họ sẽ có những kỹ năng xử lý tốt ở đặc trưng của từng khi mà họ gặp một deck meta thì họ sẽ có những kỹ năng để xử lý từng deck. Ok, xuất phát là Bacher. Ngay từ ban đầu anh đã nghĩ ra được là mà Oxymus đối thủ của anh ta là chơi Minor Control. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như nào? Với những người mà chơi Xbow thì thông thường những người mà chơi Cycle ấy, thông thường họ sẽ ngay từ ban đầu phải bắt đối phương đánh theo kênh của mình. Với những người chơi beat down thì thường họ sẽ không ra phần trước, mà họ nếu mà khi họ ra phần trước thì họ thường sẽ là ra những cái bài mà xem dò đối thủ. Còn đối với những người chơi cycle thì gần như là ra chúng ta chỉ cần là những cái ban đầu tiên thôi, chúng ta đã xuất hiện kết hợp bằng một cái đối thủ được. Đó là đặc điểm với những người chơi cycle, những người chơi deck beat. Còn đối với người chơi beat down thì thường họ sẽ là quân đối thủ, những cái quân như kiểu Baby Dragon, ví dụ chân của em thì ở tổng thường là Baby Dragon và Sam Megamin. Đấy, đại loại như vậy. Ok, bây giờ chúng ta đặt Xbow rồi. Thật sự là ở thời điểm hiện tại của mình, ở mùa trước thì Banky rất là mạnh, tuy nhiên ở mùa này thì Banky yếu quá. Nhưng mà có một cái điểm đặc trưng ở trong cái deck Miner Control là thường là khi mà họ không có một cái quân bài nào họ có thể giết được Xbow của đối phương thì thông thường họ sẽ dùng poison, dùng combo poison và miner. Như vậy thì nó sẽ một cách là vừa được tạo được quân áp lực cho đối phương này, vừa tiêu diệt được quân Xbow này, và hơn nữa thì vừa thêm được máu. Tiếp tục là đẩy Xbow và tiếp tục là đẩy miner thôi, combo đơn giản, một cái lock, một cái poison, một con Banky đẩy lên. Đây là một kèo rất là khó cho anh Xbow. Nếu mà cứ đánh như này, tại vì hai cái deck này cycle rất nhanh. Tuy nhiên thì một cái Infernal sai rồi, một cái Infernal bị lỗi. Nó xin giúp anh quá vội vàng khi mà đập một cái Infernal tưởng là đã bắt bài nhưng mà không.
bây giờ anh ta bị out cycle. Bây giờ tiếp tục là đấy câu khi bên phải mình như vậy. Thì mình nay xin được bên phải rồi, trúng chuẩn luôn. Một khi mà các bạn mà đánh với Echo, đánh với Topic Cycle mà các bạn outside cycle thì gần như là các bạn thua. Gần như là các bạn thua. Và gần như các bạn có thể đi rất nhiều trong phần tiếp theo. Đấy. Đây là một mèo khá là cơ bản. Nếu những ai mà ở trên top 200 thì gần như những đèn kèo này khá là cơ bản. Bởi vì là những cái đây là những cái meta thì rất là mạnh, những cái tỷ lệ thắng cao. Tiếp tục ở đấy văn khi, cũng được gọi là đấy văn khi là khi mà không có nhiều mối liên thì là đẩy đến thấp, khi đẩy cao thì gần như là con vật con bắt đi sẽ bị mất. Đó. Các bạn thấy là Echo khi mà up cycle nhưng mà chúng ta đẩy cycle bên kia cũng rất là nhanh, vì vậy là không có nhiều đam đến từ Echo, không có nhiều đam đến từ Echo. Cứ đặt Echo là những combo long cộng với lại mai Miner cộng với lại đấy, nhưng mà trong tuần này thì cũng con Miner cũng tiếp tục là một cái lock rồi, rất là khó chịu. Những người mà chơi Expo thì gần như là những kèo này khá là khó chịu. Đối phương như này là rất khó chịu. Expo ngắm vào trụ rồi, tuyệt vời quá. Tuy nhiên là với lượng máu như này thì không có nhiều đam gây trên cho Expo và cho cái trụ bên phải. Bây giờ thì một pha đã cực kỳ là chuẩn xác. Infernancy hút được rồi, tuyệt vời. Infernal. Sự đây là một kèo cực kỳ khó cho những người mà chơi cầu. Khi mà Miner Coil chỉ chuyện Miner Control quá nhanh, nó có lợi hại khi mà combo Miner Poison Lock cực kỳ lớn. Với một phút 55 giây và còn 55 giây cuối cùng thì sẽ như nào đây? Echo tiếp tục đã Echo không? Mình nghĩ là rất kèo, rất là bỏ lại cơn thắng. Mình sẽ xử lý như nào? Mình nghĩ là chỉ trong cái tên này nếu mà cùng thắng thì cần đó may mắn. Cần đó Echo gắn vào trụ. Rất nhiều đam đến từ Echo. Con Miner bị bắt bài rồi. Rất nhiều đam đến từ Echo. Rất nhiều đam. Tiếp tục là Echo đẩy lên. Văn Ki đẩy hơi cao, trong khi là một con support phải dùng Poison đây rồi. Liệu rằng là có chặn được con Miner King không? Văn Ki sẽ cực kỳ đầy một cái lock. Chặn được con Miner rồi, tuyệt vời. Và xử lý cực kỳ tuyệt vời. Hay, quá hay. Quá hay. Phải nói là thực sự là ở trong gần như là 90% trận đấu là bị dồn quân, nhưng mà cuối cùng là chỉ có một turn gọi là bắt hai turn bắt bài một Miner cuối cùng thôi thì cục diện nó chuyển đổi. 50 giây cuối cùng và xử lý tuyệt vời. Đơn giản, mình không nghĩ là khó. Sugar GS là một trận đấu phải nói là mình không có xem, bởi vì Sugar GS anh ta là một người chơi nổi tiếng, một người chơi mà sử dụng người chơi rất nhiều đấy, người chơi luôn ở trong top. Và đây là một matchup cực kỳ là cơ bản, Fox Cycle với lại Echo Cycle. Thông thường là những người mà đánh Echo, những người mà đánh Fox Cycle một chuẩn và đánh Echo Cycle một chuẩn thì thường những cái matchup này là Fox Cycle sẽ có lợi thế hơn. Fox Cycle sẽ có lợi thế hơn. Mình đã từng chứng kiến những trận đấu cực kỳ là chất lượng đến từ Fox và đến từ Fox của Zack và Echo đến từ đề đang đánh Ganon. Nhưng mà đánh rất hay. Những pha xử lý còn nhanh mà nó chúng ta còn khi mà chúng ta đang còn suy nghĩ anh ta đánh cái đánh gì thì anh ta đã được ra được hai ba quân rồi. Trong cái pha tơn vừa rồi thì
đấy ra 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 con Archer phải bị lỗi thì được hai con Maxi và Maxi là bắn bắn thay trực tiếp vào con hai con Archer thay vì nó lại bắn vào con Icy. Vì vậy là một pha tơn lỗi của Hega. Ra giờ xem đây xì như thế nào, phải đập một cú chắc khác là cơ bản. Và những người mà lại câu về những người lại có sai cột. Bởi vì là những cái chất chấp như này chúng ta đánh rất nhanh, suy nghĩ rất ra rất nhanh. Mắc lại chần chừ được. Sao tác của chúng ta phải rất rất nhanh, chỉ cần một pha lát thôi, một pha đánh chậm thôi, quân chậm thôi thì các bạn cần bị lại out cycle. Và khi mà các bạn bị out cycle rồi thì như là các bạn bị thuộc. Đó là các bạn điểm điểm có đây cũng những cái đích mà các bạn đánh đánh cycle. Chúng ta xem bắt chắc này xem được rồi. Bắt chắc này đặc biệt bởi vì hai người được kỹ năng khó tốt. Mặc dù là họ chưa phải là bét, chưa là bét ở trong cái hành này. Tuy nhiên là mình rất mong mọi người đã xem trận này. Thông thường mà khi mà các bạn thấy các bạn tơ này thì anh ta gần như là bị lỗi. Thông thường khi mà đánh mắc cycle với cơ cycle thì gần như là mắc cycle không thể dồn một bên được. Tại vì là bên kia gần như là chưa có một lượng AOE nào có thể là chưa sai lầm một CT để có thể đem được câu. Và bây giờ thì đúng như mình dự đoán là xưa thì anh ta không đánh chuẩn được cái bắt chấp này. Và bây giờ thì gần như anh ta bị đây thì quá nhiều rồi. Trong cái tình huống bắt chấp mà cycle đánh với cycle như này thì đứng lên trên diện thì lượng máu lớn như thế này thì gần như các bạn thường. Khi bây giờ các bạn chỉ cần các bạn giao cycle spell phát là được. Ok, mình nghĩ là GG rồi, rất là đơn giản. Một pha xử lý nhá. Khá là lỗi từ Super TS. Không có nhiều đam từ đấy, và bây giờ khi mà máu lượng máu mà chúng ta đến từ tầm 800 đến 700 là bắt đầu chuyển sang là thủ, và sau đấy là công với bow nó chuyển sang cycle, chuyển sang cycle, đương nhiên là bài bộ rồi. Và thực sự lock khi nào mà lock giảm máu thì bắt đầu bây giờ là cycle bài bộ. Ok, và đi đi và lock vào một bài bộ nữa là bài bộ đen G là một bắt chắc khá là may mắn của Dega. Ok, và chúng ta sẽ đến vào một matchup nữa mà mình muốn xem của anh ta, không biết anh ta tên gì, không biết đọc như nào. Mình sẽ tìm kiếm một matchup cuối cùng mà mình nghĩ là nó hay. Shrine. Ok, Shrine, nhưng mà thực ra cái bài mình cũng không khó cho mình. No one. Angel. Mình nghĩ đây là một matchup hay này. Tại vì deck này là deck khá là hay ở trong cái thời điểm hiện tại. Bởi vì là các bạn cũng biết là Magic Archer được buff ở trong thời điểm hiện tại rất mạnh. Hơn nữa là Liquid Spam này ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là 100% beta ở trong cái này luôn. Khi mà chỉ sự trở lại của Magic Archer thì gần như các deck bên sẽ bị rút bài các deck bên luôn. Mình chắc là một điều đấy. Tuy nhiên thì những cái deck mà Wisdom như thế này thì nó rất khó để có thể áp được cái deck Prior Day Lightning. Rất khó. Các bạn đừng nghĩ là các bạn tất cả những con mà manh động như này đều có thể ăn mà rất là mạnh mà nó có thể ăn được một deck, không có chuyện đấy đâu. Mình đã từng xem những trận đấu của Samlok đánh với lại Samlok Wisdom đánh với lại Prior Day Lightning gần như là cái deck Wisdom này gần như là thường để đi sạch hồn. Cái bài gồm con giáp, tuy nhiên thì trong cái bài này mình sử dụng giáp mà sử dụng là Snowball. Mình nghĩ là trong cái bài này sử dụng giáp sẽ hay hơn. Mặc dù là Snowball ở trong cái thời điểm hiện tại thì nó cũng tuyệt vời hơn so với giáp. Ít người sử dụng giáp nhiều, ít người sử dụng giáp. Tuy nhiên là nếu mà có một bài mà có giáp thì không biết. Thì một giáp, một Firebomb, còn với Scatcher bắn từ xa thì rất là tuyệt vời không?
rồi thì mà cảm thấy Sika chơi được bút mạnh như thế này có công lý gì mà lại ra sức sử dụng Sika chơi. Như đây là một quan trọng khác này hơi vậy là các bạn thấy gần như là Dick Kusuma này rất được một vài bộ lỗi nhưng có thể sống nào mà chưa nằm xuống. Những người chơi Kusuma này thường thường là họ sẽ tận dụng được cái lợi thế để ông Nazuka chơi được là họ sửa. Vì vậy là khi mà gần như là Ram Rider, bắt đầu Ram cũng vào chụp thì gần như là Nazuka chơi rất là hay tận dụng được cái khả năng bắt xuyên của nó. Bây giờ lượng máu thì chung nhau là 300 máu. Bây giờ chuyển sang thủ rồi. Và nếu mà những cái deck mà Echo mà chuyển sang thủ như này nó đã thiên về công nhưng mà bây giờ nó chuyển sang thủ rồi xong. Thì các bạn gần như là nếu các bạn phải có số 3 là sử dụng đấy nó có là spell thì ra phải spell thì kiểu ở Lightning thì các bạn phải có spell thì kiểu là Poison thì các bạn tặng được rất nhiều quân của Echo thì các bạn có thể tặng được. Chứ còn Echo mà là thủ như này thì chúng ta có thể những cái bất chắc mà được câu vào cho trang thủ thì các bạn để một thắng được nó thì cũng được nhưng nó ví dụ như là easy chẳng hạn. Ok đấy các bạn có thấy là kinh nghiệm của những người mà đánh kinh nghiệm của những người đánh con mà cũng là Vista như vậy chuyển sang thủ ngay thì mà có lợi thế rất nhiều về máu thì chuyển sang thủ. Ok và một vài bất chắc này thì mình nghĩ cũng hay lắm. Nghĩa là không hay lắm. Quan sát này không hay lắm. Mình sẽ xem qua một quan sát này nhanh hơn. Bộ nhanh hơn một chút. Để mình nghĩ một quan sát này nó cũng khá là hay. Bởi vì là có bạn khi gọi mình được trong trong cái bản season lần 3 trong khám tiếp theo nó sẽ có rework lại cái season như là các bạn biết sẽ có một tin rất là tốt cho những người chơi mà chơi season. Hai con trâu là Inquisitor có gas, có bắn thì chúng ta sẽ xử lý như nào. Vậy đấy, cả một trận đấu rất là khó. Mình đánh một giá sử qua là rất là khó cho anh Bow. Và đặt những cái gặp hai sử dụng tốt. Tuy nhiên là một bắn thì cộng với lại một Inquisitor thì quá mạnh thì mà cái đẹp được anh Bow. Nó nhảy lên, các bạn Tesla đẩy liên tiếp. Và bây giờ là anh Bow, mình nghĩ là anh Bow sẽ đẩy lên rồi. Trong giờ này chúng ta sử dụng 5 bên mình gas. Như là không tiếp tục đấy như chuyển không vài bồn và một cái lock không lock trong tuần này phải lock thôi rồi nếu mà không lock thì Ico thì mất khá nhiều đa tuyệt vời một file spy bồn tuyệt vời chứ chết còn con IC luôn cứ tư chuyển đầu nằm xuống luôn để hóc lên được Tesla chưa có Tesla rồi tuần này nó có đẹp rất tốt có nhiều đa mà Ico. Con IC đấy con cũng chưa làm đấy ra lượng Mali bây giờ là khác Clan Chain cho Danny Gamer và không đâu chúng ta không để hop với bên kia mà anh ta không để hop với bên kia mà chuyển sang là ghép được chúng ta là bây giờ hiện tại thì Danny Gamer có cái lợi thế về lượng máu như vậy là anh ta vì mà tấn công đối với còn lại thì bởi vì bên này là hai con trâu bắn khi bánh Kushner đã đủ rồi cầu đắm vào chụp rất nhiều đam 612 máu thì bây giờ anh có thể cycle 5 là lock và đánh tech IC đánh băng kia và hop cực kỳ là hay tech được cái combo của hop và băng kia và phải hôm cuối cùng thì hay trận đấu rất là hay. Ok và nếu các bạn yêu thích thì like, share, subscribe kênh của mình và share video có thể donate cho mình nếu các bạn có thể. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.